Đây là lô bông trang thái đỏ với vàng với hồng phấn với tím sen. Cả nhà cùng mời dạo một vòng xem cái lô bông trang thái bạc cốt, hồng phấn với tím sen, như đỏ như vàng. Nhà mình gần đài phát thanh đó các bạn, cho nên đài phát thanh hơi ồn một chút. Cao đây, ông vàng đây. Này bụi các bạn ơi, bên này bụi một cốt đây. Wow, có con bướm, bạn xem bướm nè, bướm về đêm rất là đẹp luôn. Giờ này là 6 giờ chiều rồi đó các bạn. Oh, đẹp chưa chú bướm đây, vô tình quay được chú bướm. Thấy thương chưa? Đó, trang thái đỏ một cốt đó các bạn ơi. Có cả ngày nữa này các bạn ơi. Cái lô này cả ngàn cây lận nha các bạn. Lô trang thái. Đa số đều đã có nụ hết. Đó. Gần đài phát thanh cho nên hơi ồn một chút, các bạn thông cảm. Đó. Đa số đều đã có bông. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngắn này của mình. Mình review lúc 6 giờ chiều. Hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2020, ngày dương lịch. Rồi, mình mến chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ, buổi tối thật là ấm áp bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Bye bye.